Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi mời quý bà con cùng xem máy xả lúa kéo tay 6 trống. Bây giờ chúng tôi sẽ khui thùng lắp ráp cho bà con. Máy xả lúa thủ công sáu trống kéo tay giúp bà con nông dân tiết kiệm công sức mà hiệu quả lại cao khi mùa gieo trồng đang đến. Máy xả lúa thủ công với 6 trống thẳng hàng chỉ cần một người thao tác là đủ với công suất 0,4 hectare một người trên một giờ. Máy vận hành nhẹ nhàng, dễ dàng tháo lắp khi sử dụng và bảo quản cho vụ sau. Một số chú ý khi sử dụng máy xả lúa thủ công 6 trống để đạt hiệu quả cao nhất chọn lúa giống phải đạt tiêu chuẩn có độ nảy mầm cao, tỷ lệ nảy mầm trên 85%, không lẫn tạp, không mang mầm bệnh cần thử độ nảy mầm trước khi gieo. Lúa giống được ngâm trong nước từ 12 đến 24 giờ, sau đó đãi sạch hạt lép lửng và nước chua. Để cho hạt ráo nước, 2 đến 3 giờ. Tiến hành ủ từ 20 đến 24 giờ tùy theo giống sao cho hạt lúa nước nhanh là được. Không nên để mộng ra quá dài rễ xoắn lại hạt sẽ khó rơi ra ngoài khi kéo. Đất chuẩn bị cho xả lúa rất quan trọng đất phải được cày. Sau đó trục kỹ chan bằng mặt ruộng cho đều để chôn vùi cỏ dại và rơm rạ cũng như tránh ngầm bệnh từ vụ trước lây lan cho vụ sau. Ruộng có hệ thống thoát nước tốt nên thiết kế hệ thống thoát nước bao quanh bờ hoặc giữa ruộng để thoát nước sau khi trời mưa. Chuẩn bị đất cho tốt từ những ngày trước để sáng hôm sau gieo xạ. Nguyên lý hoạt động của máy xạ lúa thủ công sáu trống. các hạt bằng trống đựng hạt xoay tròn. Các loại máy thông dụng có sáu trống gieo được 12 hàng với khoảng cách 16cm cm và 23cm. Ưu điểm của phương pháp này là năng suất lao động tăng, giảm bớt công tỉa dâm, ruộng lúa thông thoáng, chủ động độ sâu gieo, chủ động mật độ song yêu cầu làm đất kỹ, mặt ruộng bằng phẳng để dễ điều tiết nước. Trước khi kéo phải đẩy lui về phía sau nửa vòng sóc cho đều lúa trong các trống và hạt sẽ rơi ra đều hơn. Trong khi đang kéo nếu có dừng lại thêm hạt giống, khi kéo tiếp ta phải đẩy lui nửa vòng để tránh khoảng trống sau này không phải giảm lại thông số kỹ thuật máy xạ lúa 6 trống, bề rộng làm việc 220cm, công suất 4.200m2 trên 1 giờ, đường kính lỗ rơi 9cm, hàng cách hàng 160cm, lượng giống gieo 50-150kg đến trên 1 hectare. bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của thế giới máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi thế giới máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con